bên đêm và đón bên nhà nhà cánh mai vàng cánh đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón Tết xa, và kính chúc người nghe sẽ gặp lành bên soi đường nhiều lộc hơn Tết nay. Tết đen và tù cùng mong bên bếp hồng và nơi bánh trưng xanh trời xuân đã xa. Áo trắng nơi nơi khắp phố người người đi hái lộc, đêm xinh đất trời màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa. Trong tiếng trống xuân lòng phụ về đây sum vầy, phát lộc tài ở khắp nơi phố phường, một năm mới an khang bình an bên nhau. Mừng đêm đêm và lòng đêm nhà nhà cánh mai vàng cánh đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón Tết xa, và kính chúc người nghe sẽ gặp lành Tết sau được nhiều lúc hơn Tết nay. Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng và nồi bánh trưng xanh chờ xuân đã xa. Trăng nơi nơi trăng khắp phố người người đi hái lộc, người đi hái lộc, đẹp xinh đất trời màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa. Trong tiếng trong xuân lòng phùng về đây xuân về, phát lộc tài ở khắp nơi phố phường, một năm mới an khang bình an bên nhau. Mừng đêm đêm và đón đêm nhà nhà cánh mai vàng cánh đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón Tết xa, và kính chúc người nghe sẽ gặp lành bên soi đường nhiều lộc hơn Tết nay. Tết đến và tù cùng mong bên bếp hồng và nơi bánh trưng xanh chờ xuân đã xa. Áo trắng nơi nơi khắp phố người người. Cậu ấy rồi, thế là
đây, gì đây? Bé ơi. Để cậu đâu, hai cậu đâu hát bài gì? Bên cạnh lọc những băng xuân ngày chấp nốt này. Ngắm rừng hoa mai đua nở tuyệt trần, đội hương thay phấn giữa đêm chờ tin báo xuân. Bồi đón hai ba giờ nước sang ngày đi, giờ học giờ chơi đi. Chiều nay tái nổ chính tả đúng không? Cũng phải xem cho bà nội tình thương là sao, dành vào những lúc nào, bữa ăn giấc ngủ chẳng quan tâm, chỉ cần một chút tinh thần là tình thân, tinh thần, chỉ cần một chút tinh thần, bà vui khỏe hài lòng sống lâu, bà ngoài chấm thử con câu. Cháu phải tập trung, quên hết những thầy cô giảng, làm bài được cao, người nhà được bố mẹ yêu, ở trường được bạn yêu thương rất nhiều. Là anh, cháu phải biết điều, luôn luôn gương mẫu, biết nhường nhịn em. Bà nội mong cháu lớn hơn, cháu về bên cạnh sống không cùng bà. Bây giờ cháu ở quá xa, ngày đêm nhớ cháu đi ra đi vào. Thương cháu tình cảm ngặt ngào, gửi vào nét bút tình cảm. Cho người bồi tử.
nay ông lại mở thì bà trong nhà là cứ ở trong nhà mấy ngày ông bà cứ phụ phụ lại ngồi đấy tự nhiên nhé. Ông cha mẹ đừng là nhà cháu nào đấy em thấy ở đấy ông chào ấy ông bảo vâng thế cứ ở nhà. Ban mặt trận khu năm lên chụp ảnh với cụ và gia đình. Ban trân trọng kính mời bà Diệu. Yêu cầu bà Luyến trưởng khu bỏ mũ len ra. Bà nhìn vào cái này này. Nhìn ông thấy hiện ra hình rồi anh qua rồi. Đấy là ghi này. Bông lên là bông lên. Anh có bấm lâu không? Bấm rồi. Bấm máy đâu? Là ghi đấy. Đúng rồi. Rồi, kéo ra đây. Rồi, kéo ra đây. Đây cậu ơi nhìn đây. Này nhìn đây. Có cái nào này? Nhìn đây. Được rồi. Không cần, không cần. Cái đấy. Cái đấy. Kẻ nó cúng tóc bộ. Tốt rồi. Đây ghi rồi kìa, kẻ nó ghi rồi. Được rồi. Nó cứ ghi lâu không? Ghi quá nét rồi. Không, là tao thôi. Anh ấy nào? Được rồi. Không bỏ tay, bỏ tay được rồi, cứ bỏ tay ra đang quay đây không sợ đâu. Đừng đừng to tay này, rồi rồi rồi. Gia đình cùng các con, các cháu, cùng mọi người cao tuổi, khu năm, xã Tiên Kiên tổ chức lễ mừng thọ cho cụ bà Nguyễn Thị Yến. Thay mặt ban tổ chức, tôi long trọng tuyên bố buổi mừng thọ cho cụ bà Nguyễn Thị Yến thọ tuổi 70 ngày hôm nay bắt đầu. Về dự buổi lễ mừng thọ hôm nay, cho phép tôi xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của toàn thể các cụ ông, có sự hiện diện của toàn thể các cụ bà, có sự hiện diện của toàn thể các vị khách quý đã tề thị về đây để chung vui, hòa chung với niềm vui chung của gia đình. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin kính mời toàn thể quý vị trong khán trường hãy cùng tôi vỗ lên một tràng vỗ tay, vỗ cho thật khỏe để kính chúc cho cụ bà Nguyễn Thị Yến, Phúc Vĩ Đông Hải, thọ tỷ Long Sơn. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các toàn thể quý vị đang hiện diện trong khán trường ngày hôm nay và xin trân trọng kính mời bà Hội đại diện cho hội người cao tuổi khu 5 xã Tiên Kiên lên trao bằng
và đọc tiểu sử của bà. Trân trọng kính mời. Em cầm cho. Thưa các vị đại biểu, kính thưa các cụ ông, các cụ bà, đại diện cho các ban ngành đoàn thể, các cụ ông, các cụ bà, hội Phật giáo, các cụ ông, các cụ bà, hội người cao tuổi thuộc chi hội 5. Hôm nay được sự nhất trí của ban chấp hành hội người cao tuổi xã Kiên Kiên cũng như ban chấp hành hội người cao tuổi khu dân cư số 5, đồng với sự nhất trí của ban mặt trận khu dân cư số 5, hội người cao tuổi cùng với gia đình tổ chức lễ mừng thọ cho cụ bà Nguyễn Thị Yến, 70 tuổi. Thay mặt cho ban chấp hành người cao tuổi của khu 5, tôi xin được tóm tắt về cuộc sống và sự nghiệp của cụ bà Nguyễn Thị Yến. Cụ bà Nguyễn Thị Yến xuân này tròn 70 tuổi. Trong không khí tưng bừng náo nức của Tết Nhâm Thìn, các con, các cháu, các chắc của cụ, anh em thân tộc, bạn hữu gần xa cùng các vị khách quý đã tề tựu đông đủ trong mái ấm gia đình để mừng thọ cụ. Thay mặt cho hội người cao tuổi khu dân cư số 5, tôi xin được tóm tắt cuộc sống và sự nghiệp của cụ như sau. Cụ Nguyễn Thị Yến sinh năm 1943 trong một gia đình thuần nông ở xã Đại Hưng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, quê hương của những chùm nhãn ngọt nổi tiếng và giàu truyền thống cách mạng. Ông trời thật khắt khe với cụ. 5 tuổi cụ đã mồ côi cha, sống trong cảnh mẹ quá con côi, thật vất vả biết bao. Cụ không được sống trong cảnh chiều chuộng, ôm ấp của cha mẹ như bao đứa trẻ khác, mà phải đi ở từ tuổi lên 9. Đôi vai gầy gò ấy phải lăn lộn với cuộc sống để chăm sóc người mẹ đã suy sụp vì quá cô đơn. Những sóng gió cuộc đời đã tôi luyện và như có phép lạ để tiếp thêm nghị lực cho cô gái. Ở tuổi 20, cụ được bà con tin yêu bầu làm đội trưởng đội sản xuất từ năm 1963 đến năm 1965. Từ năm 1965 đến năm 1967, cụ làm phó chủ nhiệm hợp tác xã Hợp Nhất. Tháng 11 năm 1967, cụ được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Tháng 11 năm 1968, cụ trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhận trọng trách bí thư xã đoàn, đảng ủy viên xã Đại Hưng. Năm 1970, cụ làm phó chủ tịch xã phụ trách khối văn hóa, giáo dục và y tế. Năm 1972, cụ vào ban thường vụ đảng ủy, phụ trách công tác tổ chức và kiểm tra đảng. Năm 1976, cụ xin nghỉ vì gánh nặng gia đình không thể theo học để bắt nhịp với thời đại. Đảng lại tiếp tục giao nhiệm vụ cho cụ làm hội trưởng hội phụ nữ xã 10 năm liền, rồi cụ nghỉ hưu. 23 năm công tác, 18 năm là đảng ủy viên, cụ đã không ngừng cống hiến sức lực và trí tuệ của mình để phục vụ nhân dân. Dù ở cương vị nào, cụ cũng luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Vì thế, cụ đã vinh dự được nhận một huy chương kháng chiến hạng 2, một huy chương vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ, một huy hiệu 40 năm tuổi đảng. Giỏi việc nước, đảm việc nhà, cụ đã hết lòng phụng dưỡng hai mẹ, một mẹ đẻ và một mẹ chồng. Cụ là người con hiếu thảo, người mẹ hiền của ba người con. Các con cụ nay đã trưởng thành và xây dựng gia đình. Đến nay cụ đã có 6 cháu, 2 cháu nội, 4 cháu ngoại và 1 chắc.
các con các cháu cụ đều ở xa vì điều kiện gia đình và công tác nên cụ ở nhà một mình. Tuy đã ở độ tuổi xưa nay hiếm, nhưng cụ vẫn tràn đầy nghị lực và lòng nhiệt tình của người cộng sản. Cụ làm chi hội trưởng Hội Người Cao Tuổi. Năm 2010, cụ được đi báo cáo điển hình Hội Người Cao Tuổi huyện Lâm Thao. Năm 2011, chi hội đã đạt chi hội tiêu biểu. Cụ luôn là người đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngoài ra, cụ còn tích cực tham gia hội Phật giáo, làm tốt công tác việc hậu phúc. Cụ luôn đi đầu trong các phong trào hoạt động của khu dân cư và vận động mọi nhà, mọi người thực hiện tốt các cuộc vận động, nhất là ủng hộ nhân đạo, từ thiện. Cụ là tấm gương sáng cho con cháu và chúng ta noi theo. Hôm nay nhân dịp đầu xuân năm mới, thay mặt Hội Người Cao Tuổi khu 5, cá nhân tôi và tất cả chúng ta đang có mặt trong bầu không khí tràn đầy sắc xuân này, cùng chúc cụ Nguyễn Thị Yến đắc lộc, đắc thọ để sống vui, sống khỏe, sống có ích cùng con cháu và gia đình cùng với cộng đồng. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn bà rất nhiều. Thay mặt cho gia đình, xin kính chúc bà bình an và mạnh khỏe. Chào kính mời bà Nguyên, Bí thư chi bộ của khu 5 lên phát biểu ý kiến. Kính thưa các cụ ông, các cụ bà, kính thưa các ông, các bà và toàn thể các anh, các chị là những người thân thích của cụ Nguyễn Thị Yến. Hôm nay gia đình và Hội Người Cao Tuổi khu 5 tổ chức mừng thọ cho cụ Nguyễn Thị Yến, tuổi 70. Thì về phía cá nhân cũng như là thay mặt cho các ông bà trong Ban Mặt trận cơ sở, chúng tôi rất là vui mừng được về đây để dự cái buổi lễ mừng thọ cho cụ Yến. Và một lần nhân dịp đầu xuân năm mới, chúng tôi xin kính chúc cụ cùng toàn thể gia đình và các cụ ông, cụ bà, các anh, các chị có mặt nơi đây có một sức khỏe mới, gia đình an khang, thịnh vượng và hạnh phúc. Khi mà cụ Yến nhờ viết cái quá trình công tác của cụ Yến thì tôi rất là cảm động, bởi vì là được biết là cụ Yến sinh ở Hải Hưng và về làm dâu Kim Kiên. Trong cái cuộc đời tư của cụ, đấy như chúng ta vừa nghe bà Hội đọc quá trình của công tác của cụ Yến, thì chúng ta thấy là cụ trong một gia đình và sống trong một cái hoàn cảnh cũng không phải là thuận lợi, nhưng cụ đã hết lòng cống hiến cho cái sự nghiệp cách mạng nói chung, và cả một cái quá trình công tác của cụ đã cống hiến rất là nhiều, có rất nhiều cái thành tích mà chúng ta đáng học tập. Và cũng cảm động trước cái sức chiến đấu bền bỉ dẻo dai của cụ Yến. Và tôi cũng có không biết thơ bao giờ đâu, nhưng cũng là một bài thơ nhỏ để mà kính tặng cụ nhân dịp mà cụ thọ 70 tuổi. Kính tặng cụ Yến đón mừng thọ 70 tuổi. Hưng Yên Phú Thọ tuy xa nên duyên chồng vợ thành ra hóa gần. Hiếu trung hai mẹ tảo tần, công việc xã hội chuyên cần chăm lo. Gần xa chuyện nhỏ chuyện to, ra tay giúp sức làm cho vui lòng. Về hưu tuổi đã xế chiều, kiên trung với đảng đượm nồng với dân. Ngày vui sản xuất ngoài đồng, tối về niệm Phật đèn lồng sáng soi. Cầu cho quốc thái dân an, cầu cho phúc thọ lộc lan mọi nhà. Luyện rèn trí tuệ cụ ơi, tuổi già nhưng vẫn sáng ngời niềm tin. Thực sự là cụ Yến là một tấm gương rất sáng cho chúng tôi nói riêng và cho toàn thể khu dân cư nói chung, để chúng tôi tiếp tục cái sự nghiệp mà cụ đã cống hiến, và cũng chúc cho cụ được phúc thọ lộc thật là nhiều trong cái mùa xuân nhâm thìn này. Xin trân trọng cảm ơn ạ. Xin cảm ơn bà, cảm ơn bà rất nhiều. Sau đây xin kính mời cụ Yến nên nhận một chút quà của các ông bà trong Ban Mặt trận cơ sở của khu. Thưa toàn thể quý vị, một năm đẹp nhất mùa xuân, chúng con vui sướng sướng tưng bừng tiếng ca, kính chúc cụ thượng thọ tuổi 70, bách niên, dai não cháu con sung bày. Và để mở đầu chương trình liên hoan văn nghệ, xin trân trọng giới thiệu
Đồng Ca, Phúc Tâm Ca và khu 5, xã Tiên Kiên. Xin trân trọng kính mời toàn thể. Của bà là Phúc Tâm Ca. Ban cái đội văn nghệ của chi hội Phật giáo chúng con gửi tới toàn thể các cụ ông các cụ bà cùng tất cả các vị đại biểu cũng như là con cháu của cụ một bài hát là Phúc Tâm Ca. Vào chùa chùa lễ Phật ni a liền Nam Mô Đức A Di Đà lời mái chùa quê hương thanh kính nơi tu dưỡng tích tứ tình tâm tháng năm cần cầu hội chùa tâm cũ tâm ca vào chùa lời tôi phần kia đèn nhang hương khói nguyên cầu mong con là an khang hạnh phúc mong thuận đến mưa thật to hòa vật ca nước non cao hòa hồi chùa dân cú tâm ca vào chùa chùa lễ phần ni a lắng nghe tiếng chuông gọi về tiếng chuông trình tiếng kinh bồ tát nam mô đức phật tinh ca các hương bè hiền từ tòa sen tỏa hương thơm để chúng tinh tìm về tìm về lời khói phần ni a tình tâm cho những linh hồn mang cung lành cho chúng sinh vạn kiếp phước tài an thân đứng lùi xa đêm mê muộn nhà cuộc đời thêm gấm hoa đà đi ma đi đà đà cả đầy ắp tình người, xin mời thưởng thức mọi người cùng vui. Xin trân trọng kính mời toàn thể các cụ ông, của bà, các cô dì, chú bác, các vị khách quý, xin chầu, xin nước chung vui và chung với niềm vui chung của gia đình. Và tiếp theo chương trình Liên Văn Nghệ, chương trình Liên Hoan Văn Nghệ xin trân trọng giới thiệu cụ Thông là đồng hương với cụ Yến có một bài thơ tặng hai cụ, xin trân trọng kính mời cụ. Cụ Yến hôm nay là mừng thọ tuổi 70, tôi là đồng hương thì là có một bài thơ xin mừng thọ cụ. Mừng cụ Hải Yến 70 tuổi xuân, gia đình con cháu đông vui, hân hoan đón khách khắp nơi về mừng. Đồng hương quê hội Hải Hưng, khoái châu quê mẹ xin thành đại hưng, theo chồng về đất vua Hùng, vợ chồng xây dựng, xây nên nghiệp nhà. Cụ ông quê ngũ sông pha, cụ bà tài đức quê nhà đảm đang, xe thân tiếp khách tiếp bước lên đường, dẫn đầu tổ quốc giữ gìn biên cương. Ngày nay giữa cao ngọn cờ bảo vệ tổ quốc nước nhà phồn vinh, ba anh em nay đã trưởng thành, anh em đoàn kết hiếu trung thuận hòa. Cụ bà công tác sông pha từ trẻ đến già máu mục tiêu gương, tâm linh trí đức giữ gìn làm tròn chữ hiếu. Tôi bên gia đình làm tròn người vợ thủy chung, xây dựng gia đình hạnh phúc ấm no. Bây giờ đã đến tuổi già, thông minh trí tuệ như là đang xuân. Việc hội đoàn chung sức góp công, vui khỏe hữu ích nguyện vung đội già tuổi già. Xây dựng chi hội tiến lên, thể thao đánh bóng cầu lông, thi đua vân thể đời đời trường sinh. Chúc cụ trường thọ trường xuân, gia đình hạnh phúc cháu con vui mừng. Tác giả Đào Đức Thông ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn cụ rất nhiều. Xin được kính chư chúc cụ Phúc Như Đông Hải, thọ tỷ Lâm Sơn. Kính thưa các cụ ông, các cụ bà, kính thưa các vị khách quý,
hôm nay cụ Yến là chị dâu của chúng tôi mừng thọ tuổi 70. Trước hết là thay mặt cho gia đình và con cháu xin kính chúc bà chị mạnh khỏe sống lâu, chúc gia đình chị con cháu luôn luôn mạnh khỏe, thành đạt trong cuộc sống và hạnh phúc trong gia đình. Nhân dịp này tôi cũng xin kính chúc toàn thể các cụ có mặt ở nơi đây một năm mới mạnh khỏe, an khang và thịnh vượng. Sau đây thì tôi có một bài thơ để mừng bà chị như sau ạ. Mừng chị xuân này thọ 70, ba phần thế kỷ trải cuộc đời, việc nước, việc nhà luôn trọn vẹn, gian khó kiên cường chẳng hề lui. Con cháu, gái trai và dâu rể, đức độ, công danh chẳng kém người. Gần xa bạn hữu mừng chúc thọ, xuân này lộc thắm phúc nhân đôi. Xin hết. Kính thưa cụ ông, cụ bà, kính thưa tất cả toàn thể anh chị em, kính thưa cụ Nguyễn Thị Yến, nay được mừng thọ tuổi 70. Nhân thể đầu xuân, chúng tôi được sự nhã ý của gia đình báo tới Hội Phật giáo. Chúng tôi xin đến Hội Phật giáo đến dự, chúng tôi cũng xin thay mặt Hội Phật giáo để có một vài chữ để mừng thọ cho cụ A Di Đà Phật. Lịch sử của cụ thì rất là cụ rất xứng đáng là cây cao bóng tả cho đời, dù rằng mưa nắng giữa trời vẫn xanh, mong cho gió thuận mưa lành, cho cây xanh lá, cho cảnh thắm hoa. Vâng, xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, đảng bác quan tâm đến tuổi già, những cánh hoa thơm đều bay lan tỏa đến khắp mọi nơi với tuổi già. Ơn đảng ơn bác bao la như sông biển, chút ít mà thôi thấm đậm tình người. Cụ nhà nay hưởng thọ tuổi 70, chẳng chững chạc vững vàng thành thanh 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 dũng bước, biết bao công tác cụ tham gia từ trước. Tuổi 70 tròn mà vẫn mãi còn xuân, còn tham gia mọi công tác không ngừng, góp sức với non sông với xã hội. Quay trở lại tại gia, cụ xua đi những đường đen tối, lo giúp các con trong sự việc ở đời, noi gương cụ sau này để tiếp bước. Cụ ông nay đã vội vàng đi trước, chút lại nỗi lo âu trả lại cụ bà, nên cụ lo các con lầm lối, tâm sự cùng với các con vài ý mà mẹ lo. Lời dặn của mẹ, cây có gốc, nước có nguồn, muốn làm người tốt con luôn ghi lòng. Sẵn vốn có cho trời ban Phật độ, có con chớ ngồi không hưởng thụ được đâu. Bằng sức khỏe, bằng đôi tay và trí óc trong đầu, sống thẳng ngay như cây thượng tích, Phật thánh cao như cây trúc cây mai, không làm lơ, không nhỏ nhen như cây cỏ dại. Trong cuộc đời dù thành hay bại, không lùi tâm, muốn ăn quả phải trồng cây từ trước, muốn thành người phải rèn rũa bản thân. Có đắng cay, có vất vả gian truân, con hãy nhẫn trong sáu điều Phật dạy. Học ở đời, học ở mọi nơi, có dũng khí con có văn chương là mũi chỉ đường, đi đúng hướng có hào quang tỏa sáng, con mới là người chọn chữ hiếu trung để đền đáp nghĩa mẹ tình cha. Cha là ngọn núi Đầm Đa, mẹ là cả nước nguồn mênh mông biển cả. Anh Nhiệt Phật. Vâng ạ, con xin cảm ơn cụ rất nhiều. Mời cụ Yến lên nhận quà. Các vị đại biểu, thưa khách quý, kính thưa toàn thể anh em, hôm nay là ngày rất tốt đẹp. Bà Yến 70 tuổi đã mừng thọ xuân 70 xuân, chúng tôi thay mặt cho Hội Phật giáo của khu 4 xin lên đây kính chúc tất cả mọi người có mặt nơi đây
sang đầu xuân năm mới, xin kính chúc tất cả mọi người có nhiều sức khỏe mới, gia đình hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Tiếp theo đây tôi xin có vần thơ chúc Phủ Yến. Tình quê tứ xá lên đây, cùng đoàn cùng hội bấy nay với bà. Bảy tám mươi tuổi về già, sống vui sống khỏe như là đương xuân. Anh em đoàn thể nhân thìn thở bảy mươi xuân, anh em đoàn thể như xa gần về đây. Mừng bà mừng cụ hôm nay, chúc cụ đại thọ đến tuần 100. Cây tùng cây bách cây thông, cây cao bóng cả đôi dòng nhà ta. Muôn đời con cháu lở hoa, trọn đời phụng sự cụ ông, phụng sự ân cha tổ đường, tinh thần xây dựng hết lòng các đoàn các hội ở trong khu nhà. Nàng trên xóm dưới ngợi ca, khu năm Phủ Yến thật là giỏi giang. Xây lên văn hóa vẻ vang, văn minh cuộc sống khang trang cửa nhà. Cái trai con cháu trong nhà, hân hoan đón khách gần xa về mừng. Đông vui khí thế tưng bừng, kính chúc các cụ ngoại tâm trên đời. Tôi xin tiếp bài thứ hai. Đón mừng năm mới xuân sang, 70 thượng thọ an khang cuộc đời. Anh em con cháu vui tươi, vui mừng đón khách khắp nơi về mừng. Hân hoan khí thế tưng bừng, cảm ơn quý khách về mừng phụ con. Thơ ca văn nghệ vang dồn, yến ám tình nghĩa chị em thân tình. Xây lên văn hóa văn minh, cây đa giếng nước mái đình quê hương. Cùng nhau xây dựng xóm thôn, được tin bà con hài lòng. Dựng xây các hội hết lòng, các cụ yêu mến như trong một nhà. Thắm tình sống vui sống khỏe tuổi già, trường sinh trước sau chọn nghĩa vẹn tình, giữ lễ mừng yeah.
nói là cháu xin được cảm ơn cụ rất nhiều. Kính bằng các con, các cháu được sum vầy bên mái tóc bạc của người xin mẹ, phép người các bà. Đại biểu xin tặng quả Phật giáo phục vụ xin tặng bằng. Vâng. Được nghe bà kể những câu chuyện thật là bổ ích, lý thú. Và hôm nay niềm vui ấy để được nhân lên hàng triệu triệu lần. Các con, các cháu đã được mừng thọ bà thọ tuổi 70. Và để tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu cháu nội của bà là Hán Công Đạo có một bài hát đến tặng bà. Nó tên là Hán Công Đạo, con bố tôn mẹ Văn. Cháu xin mừng thọ bà, cháu xin tặng bà bài hát quê hương tươi đẹp. Quê hương em biết bao tươi đẹp, đồng lúa xanh núi rừng ngàn cây, khi mùa xuân thắm tươi đang trở về, ngàn lời ca vui mừng chào đón thiết tha tình quê hương. Cháu xin hát bài tặng bà nội, bài Lý Cây Xanh. Cái cây xanh xanh thì lá cũng xanh, chim đầu trên. Các cụ ơi, vỗ tay để cổ vũ cho cháu. Hát lưu la, lưu la là lưu la, lưu la là lưu la hết. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu cô Luyến là trưởng khu có một bài hát tặng cụ nhân ngày trọng đại này. Trân trọng kính mời chị. Sơn nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, do vậy con xin hát tặng cụ bài Tìm Về Lời Du ạ. À du hời hời du, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước ở trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu, mới là đạo con. Ai xuôi về biển, ai ngược lên ngàn, nghe theo câu hát du con tìm về, nghe theo câu hát du con tìm về. Là hỡi du hỡi, ơi hỡi du hỡi, cô tâm diêu hiền từ thi bước ra, tìm về lời du trong câu dân ca, vươn tay muối mặn để mà thương nhau. Là hơi du hơi ơi hơi du hơi hết ạ. Vâng, xin cảm ơn chị rất nhiều. Và để tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu cùng Viên Chiến có một bài thơ tặng cụ. Kính thưa các vị đại biểu cùng tất cả các cụ, các vị khách quý, hôm nay mừng thọ 70 cụ Yến, con có bài thơ xin tặng, bài thơ tình cảm gia đình, con xin phép được cầm giấy ạ. Con ơi mẹ chẳng muốn chi, chỉ mong đôi giữ trong khi mẹ còn, cho đúng bổn phận làm con, là tấm gương sáng cho con soi vào, là tấm gương sáng cho con soi vào, dù cho sức khỏe thế nào, tuổi già tất phải trông vào con thôi.
phần. Con sợ quá, dù cho sức khỏe thế nào. Tuổi già nuôi con đây con tìm về thăm lại Chúa xưa con hát bài đó đưa mà tháng ngày qua con vẫn mong chờ lời tâm linh khói hương đi ngút tam bảo đây thờ bao đức Phật ngôi chùa thiêng ta ngày đêm hương ngân hoa ơi quê ta bóng đà giếng nước bao kỷ niệm hận sâu trái tim kia giang thanh cao cửa thiền ngôi chùa quan mạc đẹp sao hôm nay con về chùa hôm nay con về chùa để lễ Phật thờ vua thăm quan mạc ngày xưa là chốn luyện quân binh ba phật cờ lời vua ban tham quan thoáng mát thao trường xưa là lời đón đưa bao đạo quân cơ ngựa phi trong gió mưa hơn 300 năm mai in dấu tích áo tang cầu mua còn trong áng thơ và tấm văn bia mai còn níu chuyện ghi tàng ngày xưa còn đó văn bia sắc nơi vua truyền quan mạc ngày xưa. Xin cảm ơn chị rất nhiều. Thưa toàn thể các cụ, công các bà, công vị đang có mặt trong khán trường ngày hôm nay. Trên thế gian này không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai sánh bằng cha. Nước biển mênh mông không đong đầy đỉnh mẹ, mây trời lộng lộng không phủ kín công cha. Con đường nào cũng có điểm dừng, con sông nào cũng bên nở bên đồi. Ai cũng có quê hương, cây đa, bến nước con đò, có cánh diều tuổi thơ, có lời dưa ẩu ơ ngọt ngào của mẹ. Tình cha nghĩa mẹ đã dành cho chúng con như những dòng nước vô tận mãi ngọt ngào mẹ ăn sâu trong tình yêu thương. Chúng con tự nhủ rằng công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Và xin trân trọng kính mời con của cụ lên có lời cảm ơn tới toàn thể các cụ ông các cụ bà các quý vị các quý đang có mặt trong tân trường ngày hôm nay. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo thay mặt cho đảng, chính quyền xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Kính thưa ông chủ tịch hội người cao tuổi xã. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, gia đình nội ngoại, bà con lối xóm, bạn bè thân hữu của mẹ, bà, cụ, chúng tôi là cụ Nguyễn Thị Yến. Hôm nay mẹ, bà, cụ, chúng cháu là cụ Nguyễn Thị Yến mừng thọ 70 tuổi. Chúng cháu có bố là cụ Hán Công Tục, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, không còn nữa, đã mất năm 2004. Trước hết, nhân dịp năm mới Nhâm Thìn, chúng cháu thay mặt gia đình
xin kính chúc các cụ, các ông, các bà lời chúc mừng năm mới, gia đình hạnh phúc, an khang và thịnh vượng, vạn sự như ý. Câu ca dao: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Lời ca dao lồng làn được cất lên bên vành nơi cánh võng không biết có tự bao giờ, càng làm cho những người con kính yêu của cha mẹ không có một ngôn từ nào nói hết được công ơn trời biển của cha mẹ. Nhân ngày mừng thọ của mẹ, bà, cụ chúng cháu 70 tuổi, chúng cháu xin chân thành cảm ơn các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền, gia đình, nội ngoại, bà con lối xóm đã có mặt đông đủ trong ngày hôm nay, không quản đường xá xa xôi, dành nhiều thời giờ vàng ngọc và đã có những vần thơ, những lời ca tiếng hát tốt đẹp nhất để chúc mừng cho mẹ cháu. Một lần nữa, nhân dịp năm mới Nhâm Thìn, mẹ và cụ chúng cháu là cụ Nguyễn Thị Yến, 70 tuổi, 45 năm tuổi Đảng, không biết nói gì hơn, chúng cháu xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, thay mặt cho Đảng, chính quyền xã, ông Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã, các cụ, các ông, các bà và gia đình nội ngoại, bà con lối xóm của gia đình năm mới phát tài, phát lộc, phát vinh hoa. Cảm ơn mẹ cha đã sinh thành ra anh em chúng con. Kính chúc mẹ phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, như những chữ vàng trên nền phông xanh thắm của ngày xuân Nhâm Thìn. Chúng cháu xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn và xin chân trọng kính mời cụ Nguyễn Thị Yến lên nhận quà của các con, các cháu, các chất. Trân trọng kính mời. Kính thưa các vị chính quyền, khu mặt trận cùng tất cả các cụ, các ông, các bà, hội Phật giáo, hội người cao tuổi, các cụ, các ông, các bà, hội đồng hương, cùng thi hình thi hữu trong tất cả toàn xã Tiên Kiên. Tôi là người con của xã Đại Hưng, huyện Khói Châu, tỉnh Hưng Yên, được về làm dâu xã Tiên Kiên nhiều năm nhưng mà mới về với quê hương được 20 năm sau khi nghỉ hưu. Hôm nay là ngày vui phấn khởi của cuộc đời tôi. Tôi xin có một vài vần thơ cảm xúc để phát biểu. Trước khi vào phát biểu, xin kính chúc tất cả các vị đại biểu, kính chúc các vị đại biểu khách quý, kính chúc tất cả các cụ ông, cụ bà, kính chúc tất cả toàn thể gia đình, anh em, bạn hữu gần xa, con cháu trong đại gia đình đã không quản rời rét gió mưa, đầu xuân mới nhiều công việc đã về dự buổi lễ vui mừng thọ của tôi. Thì tôi xin được đọc mấy vần thơ cảm xúc. Hôm nay được tuổi 70, anh em bè bạn đông vui về mừng, chia vui cùng với gia đình, anh em đồng chí chân tình mến yêu, chẳng quản năm mới bận nhiều, vì tình vì nghĩa mến yêu đến nhà, cảm ơn tình nghĩa sâu xa, động viên chia sẻ lời ca chúc mừng, lời thơ tình cảm chân tình, niềm vui hạnh phúc tưng bừng biết bao. 70 năm có một ngày, một ngày đáng nhớ, một ngày lòng đầy khắc ghi, vui quá không biết nói gì, cảm ơn thi hữu cùng là thi huynh, cảm ơn mặt trận khu mình cùng ban chi ủy chân tình chia vui, hội Phật giáo hội tuổi cao nhiệt tình phấn khởi, cụ nào cũng vui. Tôi xin có một đôi lời tấm lòng đa tạ mọi người hôm nay, nâng ly chén rượu vui lòng
bữa cơm đạm bạc tình đầy ơn sâu. Kính chúc sức khỏe toàn gia đón xuân hạnh phúc, cửa nhà khang ninh. Là xin có lời cuối cùng là về các cụ về dự cái buổi vui của tôi và gia đình, xin là mời ăn bữa cơm đạm bạc với gia đình, xin có ý kiến thế. Vâng, xin trân trọng kính mời Tu Tiên ở chùa Quan Mạc lên có thay mặt cho Hội Phật giáo lên tặng quà cho cụ. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể gia đình con cháu của cụ Nguyễn Thị Yến, hôm nay chúng con rất vui mừng, phấn khởi và long trọng được gia đình và cụ Yến đã có lòng để mời chúng con về đây để dự lễ mừng thọ của cụ. Thì hôm nay tất cả trong hội đạo tràng chúng con có một tí quà để kính biếu cụ sang năm mới được mạnh khỏe vững chắc, để dìu con cháu ngày một tiến lên và công danh được thành đạt A Di Đà Phật. Và sau đây con cũng xin hát tặng các cụ già một bài. Bài này là bài mừng thọ sáng tác của bà Vũ Thị Kim Hanh. Thì con xin hát tặng các cụ tuổi già và tất cả trong hội mừng thọ của cụ Yến hôm nay. Hôm nay mừng thọ cụ đây mừng vui, con gửi tới tuổi già đôi câu chúc mừng. Chúc mừng các cụ gần xa, chúc mừng các cụ gần xa luôn luôn mạnh giỏi tuổi già ấm na khang. Người già như một điểm son. Người già như một điểm son cho dòng con cháu đời đời nói theo. Tuổi già như dài phù sa, tuổi già như dài phù sa cho dòng nước mắt tươi đồng lúa xanh. Tuổi già như ánh trăng thanh, tuổi già như ánh trăng thanh cho ngàn ánh sáng dịu hiền ấm êm. Những gì ta có hôm nay, những gì ta có hôm nay cũng là công sức dựng xây của già hân hoan con dân tặng lời ca. Hân hoan dân tặng lời ca, con chúc mừng các cụ tuổi già về vang, tuổi già về vang. Xin cảm ơn bà rất nhiều, một phút hoan hân rất tuyệt vời. Và
Và xin trân trọng kính mời các con, các cháu, các chắc của cụ lên tặng quà cho cụ. Vâng, cô mẹ. Cô thu tăng đi. Con trai của cụ, con trai, con dâu, hai cháu đâu? Cháu nội đâu? Nhà đạo diễn xong thì ông đến ông làm rồi, nhưng mà theo ông cũng không làm. Con kính thưa mẹ, thưa các cụ, các bà, các bác. Ông nhận tiền cho 15 cho 300. Chính quyền địa phương. Hôm nay là... Cháu thêm này bao tiền? Hôm nay là mừng thọ của mẹ con 70 tuổi, vợ chồng con sống xa, thì đủ như câu này thưa câu tâm của các cụ là đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, cánh nặng cuộc đời không ai khổ, không ai nản khổ bằng cha. Nhưng chúng con chưa đền đáp được gì cho mẹ hôm nay. Chúng con 10 năm rồi, chúng con làm dâu mẹ 10 năm rồi, nhưng hôm nay con mới được về ăn Tết với mẹ và dự lễ mừng thọ của mẹ, thì gia đình con, vợ chồng con và các cháu con có tấm lòng đối với mẹ. Mẹ mạnh khỏe, sống lâu muôn thở. Một tràng vỗ tay vừa rồi để kính chúc cụ như cây thùng, cây bách để che chở cho các con, các cháu. Gia đình Duyên Nga. Ông Tuấn Đình đứng sau theo ông đại đạo diễn. Đã nhờ ông làm rồi, ông lại thắc mắc. Vâng, tôi nói mấy câu xúc động quá. Đi vào luôn nhỉ. Kính thưa các đồng chí lãnh, thay mặt cho lãnh đạo địa phương, kính thưa ông chủ tịch hội người cao tuổi xã, kính thưa các cụ công, các bà, gia đình nội ngoại của chúng cháu. Hôm nay là chúng cháu, là anh em chúng cháu, là hai anh em bên kia là cô dâu, à chú rể út, rể trưởng. Thực ra là chúng cháu là cũng ở xa, người gần nhất cũng là 145 km thì mới đến được với mẹ. Mà hôm nay là thực sự là chúng cháu rất là cảm động. Ở đây thực ra là có khi nhiều khi mẹ ốm mẹ đau thì hoàn toàn là phải nhờ vào cái công ơn của tất cả các anh các chị, các ông các bà ở gần nơi đây. Thì chúng cháu mà có lên đến nơi thì thực ra nó có khi là xin lỗi các cụ, là hôm nay chúng cháu cũng là rất là cảm động mà không biết nói một cái lời, dùng một cái ngôn từ gì để cho nó đầy đủ hết được cái công ơn của cha mẹ. Thì anh em chúng cháu hôm nay là cũng không có cái gì cả, bằng cái tấm lòng thành của người con đã xa nhà, không có cái gì cả, thì thôi là nhân dịp mẹ mừng thọ 70 tuổi thì chúng con kính chúc mẹ là sống vui, sống khỏe. Chúng con có một chút quà nhỏ thì mong mẹ nhận. Cứ ngồi đấy cháu, không quên. Sau đây là chúng cháu cũng xin phép là bên gia đình của nhà cháu, thì bên bà nội cháu, rồi là thông gia của chúng cháu, tức là các anh thông gia ấy, là các anh cũng có quà để mừng bà cháu, thì chúng cháu đã trao cho bà hôm qua rồi. Thế với hai là bên gia đình nhà chú Tuấn Đình, tức là bà cụ, rồi là em gái của chú dì Tuấn Đình cũng có quà để tặng cho bà cháu nhân ngày 70 tuổi. Vâng, thế cháu xin cảm ơn. Ông ấy cho một bộ ảnh hai cô, ông con chứ là ông con.
Kính thưa công cụ, thưa công cụ bà, thưa toàn thể quý vị đang hiện diện trong khán trường ngày hôm nay. Gia đình xin cảm ơn sự hiện diện của toàn thể các cụ ông, các cụ bà, các vị khách quý đã thể hiện về đây để chung vui, hòa chung với niềm vui chung của gia đình. Và giờ này xin trân trọng kính mời toàn thể các cụ ông, các cụ bà, các vị khách quý lùi lại tại sân khấu Tân Trường để dùng bữa cơm thân mật chung vui, hòa chung với niềm vui chung của gia đình. Xin trân trọng kính mời các anh, các chị, các em và các cháu trong ban lễ tân của gia đình. Các bà. Bác trưởng. Và chụp ảnh lưu niệm với cụ. Thầy chấm đáp ơi, ôi lại đáp ơi. Đây rồi, đây nhìn thấy rồi, đúng rồi. Chưa?